ba bảo là ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Làm gì vậy Trâm? Thì con trồng hoàng tiêu leo. Ai biểu rồi? Ai biểu Trâm? Thì người ta bảo là ăn cả thì phải nhớ quả trồng cây. Trời ơi, cái hột này mà trồng được hả bà nội? Nghĩ sao vậy? Họ trồng là trồng hột già, coi tóc tóc rồi thôi bà ơi. Ôi đúng mà.